Ok, hôm lên em. Hôm nay là cũng gọi gãi tí. Không gài cũng làm game mà thường xuyên lắm. Tối nào cũng 4-5 tiếng cả. Nên cái dự án thì cũng coi như có thể xong được là 10% rồi. Mình có cái bản demo đây. Thì chắc tới cuối tháng 9 thì cái bản demo game tôi mới có. Thì hôm nay thì cũng không nói gì game đâu. Cũng lượn lượn coi mà có game gì mới không. Cũng lâu dữ là không cập nhật không tin game gì hết. Game nền. Game lần hai này khỏi nói rồi, game quá là đỉnh luôn, lượng người chơi lúc mới ra mắt con game này bây giờ là nó cao gấp 20 lần vòng một. Đây là một sự thành công của nhà sản xuất luôn. Mở thử bản nhạc gì cho nó chạy nền đó. Đây nào, tôi vẫn thường xuyên nghe cái bản nhạc của cái vòng một. Sân phu game này mới à, tôi mới thấy luôn á, coi thử nó làm sao. Của Cyan Studio, nó nằm trong cái chuỗi game của mà Gamma Game chứ, tên khá lạ. Trong năm 2000 nó tự dịch qua là tiếng Trung qua tiếng Anh luôn, vậy con game này không hỗ trợ tiếng Anh này. Đây, 13.000 follow mà tại thời điểm nó ra mắt là tới 20.000 người chơi luôn, một sự thành công rất khủng khiếp luôn nha. Tôi không biết con game này là nó có tên tuổi tiếng tăm với bản không. Đây có một bài viết về cái con game này nè, thì cũng nhân tiện đọc nữa đây. Sao mà con game này nó lại nổi tiếng như vậy? Con game này cũng ra khá lâu rồi. Đây video ngày 28 tháng 6, cũng khá lâu rồi mới đưa lên Steam gần đây á, nên rất là thành công vậy. Này mà thậm chí xét là ra mắt được một bài di trâm gì quá từ ngày 22 tháng 3 luôn. Thì đúng là game này. Phải không? Không biết nữa. Xanh du này có bà ba, cái bà với cái gạch này nè. Ở dưới đây nãy tôi thấy chi vót. Có chi chi đỡ bà gạch, tôi nghĩ nó liên quan với nhau. Coi thử trả lời game ơi. Cũng là game nhập vai thể loại bí ẩn Gamma phiêu lưu cổ điển thôi. Tự show lên đầu á. Bị úp bồ rồi chứ không đâu chứ anh. Nhất nhị tâm tứ thấy là có mùi áo ma đó nha, hơn nữa trailer video rồi đó, gần hơn nữa đó. Chung đầu quả tạo hình nhân vật đơn giản nhưng mà rất đẹp luôn á, rất là thật luôn nè. Có rất là nhiều loại người. Con này mang tính trải nghiệm siêu thực hơi bị nhiều. Ngày 28 tháng 7 lên Steam. Bên đây thì chắc là gameplay của nó đây. Cũng chả hiểu gì luôn, không biết tại sao game nó hot như vậy. Nói chung là tôi không biết tiếng Trung nhưng mà mùi tin tức. Đồ họa thì nói chung là cảnh nền cũng tương đối được, nhân vật thì làm thấy nãy lúc trong video thấy đẹp á, nhưng mà vô game không biết làm sao. Năm 2000 quảng cáo cũ cũng phải giải thích là xuất hiện trên cái kênh là tin tức của TV. Năm 2000 là nói về cái TV là cũng hơi khó đó, cũng là dạng hiếm hoi đó. Người phát ngôn quảng cáo khiếu niên qua đời với chức năng đặc biệt đồng hồ ba mắt. Nói chung là các cái loại kinh dị phiêu lưu thôi, dính với truyền thuyết dân gian nổi tiếng của mấy anh Trung Hoa. Đây cũng có một review rồi, 0.1 giờ chơi. Rồi, tạm thời bỏ qua đi, đúng thời gian cho nó quá. Con này thì chắc khỏi nói rồi, mới ra mắt ngày hôm nay, giá game cũ mấy á. Demo mà cũng lên hot đường gì luôn đó. Mình coi thử đi. Game này tôi nhớ tôi từng coi thông tin nó một lần hay là đọc ở đâu đó rồi. Chẳng là game xây dựng mà giống là Zumba vậy thôi. Mới bản demo mà đạt được
57.000 follow, khủng khiếp luôn. Game này marketing chắc là cũng dữ lắm à. Coi ý tí thông tin gì nói. Ảo ma chứ gì ta. Đây. Sau vài tháng ra mắt thì nó đạt từ 1.000 follow. Cái này mốc này là rất thành công đó. Sau đó lên 4.000. Nó cứ tăng dần cho tới bây giờ. Bây giờ 2 năm mấy. Tôi cũng ít biết thông tin chuyện game này nữa. Một một hai á, một một hai game này tôi cũng biết qua nó rồi. Mấy con game lúc trước thì cũng tương đối bình thường à. Cái hình như là cái nhà phát hành này đang quảng cáo nhìn Dân Chủ luôn. Tôi nhớ không nhầm thì gì. Đây nè. Game up nè, một một hai nè, Aqua nè. Game mà giá lập xây dựng bể cá nè. Nhớ thông tin game nãy đâu rồi, hóa ra đó. Yushu rồi. Nói chung thì cũng vẫn về đây thôi. Không khác gì mấy. Game này gì có 12.000 vậy? Vẫn 90%. Nhìn cho muốn được quá không? Game này thành công hơn, 300 mấy đánh giá. Mấy con game này lúc trước thì cũng dạng là trung bình thôi. Hầu hết là mid xịt gì ta, mid xịt không luôn, bốn cái mid xịt, cái này mid xịt nó là 5 cái nè, vậy mà dám ghi là hay dừng game. Những con hay thì lại để nằm dưới này những con game như thành công nè, đó đây một con game cũng rất thành công nè. Con này lúc trước tôi được ai gift cho, hay là trúng thưởng danh tem gift thì không nhớ nữa. Con này sắp ra mắt, đẹp quá ha, coi đứa ơi. Chờ mắt mặt tờ. Ngắn này chuyên cái dạng game mà như thế này. Nói chung có mục tiêu phát triển ổn định 2024. Sử dụng một cái thành phố mà 2D chuyển động như thế này rất là kỳ công luôn á. Nghe ngộ vậy. Rồi sao? Nói cúp thì cúp xe vậy. Rồi cái phong chữ này là nhìn không được rồi đó. Cái phòng đây thì đẹp như vô cái phòng dùng game sống nhiều. Chắc là đang bản demo nên dựng vội quá. Rồi chỉ được khúc đầu thôi. Cái game cũng bình thường. Cũng được 4.000 follow nè. Công nhận cái nhà phát hành này marketing tốt hết. Thì đây hình như họ cái DLC mới dọn game này á. Mới đông người chơi anh chị. Game này thì tôi cũng không có chơi nên không biết cho lắm. Thì nó gắn với Final Fantasy á. Nick Cool thì con game xây mà trường hợp mới ra mắt gần đây. Thì lúc trước là nó chơi demo rồi. Bản này thì cũng đang dự định chơi thôi chứ chưa có chơi. Con này cũng tốn thời gian phết á. Đây, xây trường hợp nè, anh em nào thích thể loại xây dựng á. Thì công việc ngoài đời nó cũng liên quan đến cái này rồi nên cũng là biến chơi lắm. Nói chung con này đồ họa đẹp. Cái bối cảnh nó gắn với cái khu vực Á Đông mình rất là nhiều. Nhìn đậm chất châu Á luôn. Tôi còn nhớ cái nhà vệ sinh theo kiểu ngồi bọt thời xưa nữa chứ. Tất cảnh lại lay test. Đun gần em led. Con này đang miễn phí nè, anh em nào chưa nhận thì tranh thủ nhận đi. Không biết là nó miễn phí đến bao lâu đó, tôi không rõ nè. Nói chung game hay thì cứ nhận thôi. Lại một con game mấy anh Trung Hoa đại lục. Tôi nhìn chả hiểu gì cả. Coi hy vọng có tiếng Anh không.
vẫn không tiếng Anh luôn. Thì con game này lần trước tôi coi lần rồi vẫn còn nhớ nữa, nhớ hình thang giới đá nhau đó, giống như mô phỏng cuộc sống giả lập vậy thôi. Thì con game này tập trung chuyên vô cái mảng đấu giới luôn rồi. Rồi nói chung là huấn luyện con dế trở lên đi thi đấu quốc tế hả? Cũng được, follow ít nhưng mà lượng người chơi rất là đông. Mà mấy con game như vậy không có tiếng Anh, con này đang giảm giá nè, giảm giá rất là sâu luôn, mới vừa mua xong hồi nãy giá AGS nhưng còn rất rẻ, giảm 55% còn 90.000. Thì đây là mốc giảm sâu nhất từ trước đến giờ của game này. Đó, còn lại ít lắm, còn lại giảm hơn 10% không à. Game này là kiểu nó nói mấy cái đường tàu á, anh em nào thích cái thể loại này mới chơi được, còn lại chứ không phải nó kén người chơi lắm. Con này thì nó chuẩn bị ra mắt phần 2 nên phần 1 giảm giá sâu rất là sâu. Ừ, giảm tám mấy trăm lần trước, 83%, lần này 85% rồi. Tôi nhớ mấy lần trước cũng khoảng 75-80% á. Thì chắc sắp ra mắt phần 2 á, nên mới đang sale sâu gì nè. Vô thử coi mà. Nấp một phim này. Đây nè. Cái này bán go logo thôi. Chẳng có mấy dòng người đang chơi con game giả lập hiện trộm này. Ngày 9 tháng 8 Robinhood hết đây ngày 4 tháng 10, 2 tháng nữa 12.000 follow rồi. Anh em này chơi phần 1 cứ thế thử vào phần 2. Sao mà nó không có để ngay đây luôn ta? Thường anh em ra con game mới, anh em sẽ để nó nằm ở dưới này nè. Đi quảng cáo vào đây rồi. Nãy lười kéo xuống có phần nữa đường. Đó, còn anh em ra con mới, anh em sẽ quảng cáo con game cũ luôn. Trên con game cũ của mình chỗ này. Còn con game cũ, con game mới muốn quảng cáo thì con game cũ thì anh em sẽ đổi cái bình đỡ đây. Tiếp tục với chuyên mục quảng cáo thôi. Thì anh em vô cái tường game tôi nè, kéo này sẽ gặp con game tôi sẽ để sắp ra mắt. Hiện tại thì chả có được truy cập gì cả, chắc là không ai quan tâm game này đâu. Cũng hôm gài cũng bui được khá khá này, mới bui thêm cái map mới nè, này nó mấy câu đố nè. Nói chung thì dự án mới khoảng là mười mấy 20% thôi, còn lâu lắm. Con này trong đang giảm giá trong cái đợt mà cái đợt game mà thay loại lớn lúc á. Đây thể loại này sẽ giảm giá, cái thể loại lên lúc này tới ngày 31/8 cuối tháng này hết, cuối 31/7 sự kiện đem sao phép quay quét thì tôi cũng mới mua rồi, thấy nó rẻ rẻ mua nên sưu tập thôi. Con này vẫn không hiểu cho lắm, nói chung là dạng game điều tra phá án trinh thám, đồ họa nó rất là pixel luôn nha. Này dạng như là Among Us hay gì đó. À, Among Us phải không ta? Người tôi cũng quên mất tiêu nó rồi. Mít đó. Còn gì? Kể mới ra tháng mấy hơn trăm review rồi, rất ngon rồi đó. Con này chưa chơi nó không biết, chỉ mới coi cái trả lời đó gì thôi. Quýt đốt liền gần. Đúng tội luôn. Gọi là bom tấn. Giảm giá 85%. Gần như là 3A đó. Batman hay không? Con này cũ dữ lắm rồi. 2015 là tới giờ cũng 7-8 năm, 8-9 năm. Con này tôi mua chứ chưa có chơi. Nó có bản nhiệt quá nữa đó nha. Anh em nào mua game này thì có thể tìm bản nhiệt quá đó. Tôi cũng chưa có thử nữa. Đây, bản nhiệt quá của game thường Việt, game tiếng Việt hồi xưa. 2015. Thời nhiệt quá luôn cái bản Elysium. Asylum này hình như là trong cái bối cảnh trong cái nhà ngục thì nó cũng nằm trong cái đợt Clem Fest luôn nè đó, nên nó sale rất là đậm. Game này cũ nhưng mà nó rất hay nha, đồ họa của nó không phải là thua kém gì rồi bây giờ đâu. Đây thậm chí có người còn soi ra cứ môi con game gần chục năm tuổi ra so sánh với Google Time Canine á, so sánh như này nè đó, so sánh với con game một cũ nè. Gần đây thì được đánh giá ngon hơn rồi. Mixed. Game này có Denuvo nên tôi không biết có gắt không.
Ủa, đây là Denuvo đây. Từ đầu bỏ Denuvo nhé. Thì bị chơi chỉ trích khá là nhiều. Bây giờ có cải thiện tí nhưng mà tổng thể thì nó vẫn hơi tệ tí thôi. Con này bị phá là 30 fps luôn. Mình đánh giá nè. Thế giới mở tẻ nhạt cùng thiết kế game kém hào hứng mang đến cảm nhận trái chiều cho trải nghiệm phiêu lưu hành động thế giới mở này. Nhắc đến từ thế giới hai lần luôn. À, đủ thấy con game này nó xây dựng cái world building khá là tệ rồi. Deadline đỏ cho anh đi. Game gas bằng delete shape. Xảy ra là hai lần. Tội nghiệp không? Thì tính ra thì tôi vẫn thấy con này triển vọng hơn. Low combat rất là mượt luôn. Low combat là cái dạng đánh như Cyberman nhé. Khi đấm bên đây cái nhảy qua bên kia đá cái rất là lả lướt á. DLC với gì ta? Tôi không mua DLC. Vãi nó. Sự khiêm với phát gì đây. Mua anh em chứ mua season phát là đủ hết như vậy. À nó có bán luôn bản Premium nè. Sắp mấy ngàn. Nói chung thì cứ mua chơi thoải mái vô tư. Never Elite 4 game nãy nè. Còn 48 ngàn à. Bản 4 này cũng bản rất là hay. Có co-op nè. Tôi nhớ bản 4 này có co-op hay vậy. À, có co-op nè. Vẫn là cái cảm giác bắn viên đạn bay thẳng ở xuyên mọi người thôi. Giờ nó giảm giá có sau 90% là coi như mức cao nhất nhì trên Steam rồi đó. Có thể giảm được là cao hơn tí nhưng mà bây giờ thì khó lắm. Hầu hết là 90% là mọi người rồi. Mốc giảm giá giới hạn. Biết bài đây là 6 ngày vừa qua. Cũng thể loại tương tự gì đó. Chia phe ra hai bên đấu nhau. Game này thì tôi không biết, hình như nó chơi online hay vậy. BBB nữa hay gì. Single co-op nó mới BBB. Con này thì khá là lạ, mới nghe lần đầu. Thì thể loại này tôi cũng ít chơi lắm. Hồi xưa có chơi Assassin's Creed vài lần thôi. Đây nè. Wow, Odyssey với Origin là nó Valhalla rồi là thành thể loại hành động rồi, chứ yếu tố lén lút nó không còn nhiều nữa. Hành động rất là mạnh mẽ, trực quan luôn. Con Origin với mà con Odyssey này bối cảnh nó kiến tạo rất là đẹp luôn. Thiết kế map level đỉnh cao đúng design luôn. Cực kỳ chi tiết. Tâm lành si xích gây bao. Này anh em mua chơi PvP thì mua. Chứ tính chuyện giờ update là không có được đâu. Chân mình vô đây ngập hành luôn á. Mà cũ ăn hit ma mới là ngập mặt luôn. Hitman 3. Lúc trước thì cái con Hitman mới ra mắt thì cũng có cái bản mà DLC rất là ngon lành. Dạng như Roguelike ấy. Rất là thành công luôn. Tôi không biết nó phải nằm trong bản này hay bản nào nữa. Hay là update miễn phí luôn. Anh em nào thích thể loại ám sát thì chắc cái dòng game Hitman này quá nổi tiếng như vậy. Never Elite 5 nè. Bản 5 thì mới ra nên giá vẫn còn hơi cao. Nhưng có chế độ mình delay luôn. Ừ, tội nghiệp mấy anh Nobi không? Far Cry. Dính cái mà miss ship. Watch Dogs cũng miss ship nữa, tội nghiệp không? Những cái tên cũ thì rất là nổi tiếng à. Tiếp tà Nightmare khỏi nói rồi, nó quá nổi tiếng. Payday 2 thì chắc sắp có Payday 3. Game 10 năm tuổi rồi. 13 tháng 8 2013. Con này thì tôi nghĩ nó bị overgate quá đà. Game thì cũng tương đối bình thường thôi, được cái marketing với có hình con mèo. Với bối cảnh của nó xây dựng cũng tương đối tốt. Còn lại cái gameplay thì thấy cũng khá là bình thường. Một màn ba cái tin rất là đỉnh cao luôn, thậm chí đề cử giữa giải game mà anh đi luôn. Game gì đây? À, game này mới ra mắt gần đây thôi. 17 tháng 7. Cách đây 1-2 tuần mới coi video nó nhưng mà nó VR nha, không VR vẫn chơi được. Chứ không phải nó bắt buộc. Đó. Tôi nhớ dev có phải mấy cái hình giữa VR và không có VR. Nhiều ảnh gì?
anh em nào thích cái thể loại mà co-op cùng nhau mà phá phách gì á chơi rất vui. Giá game thì tôi nghĩ không rẻ đâu, quăng cái cây ra mà chọn, mà chọn cái cây này như thế này là hơi bị sai đó. Thầy rất là nổi của mấy anh tàu, gần 10.000 đánh giá. Akagami ngôn game này thấy cũng mà nổi tiếng của mấy anh Trung Nhật Bản lắm, cái điều gần đây thì còn giữ được tên tuổi như xưa nữa. Đặc vụ ngầm bữa nay có ra con là đặc vụ vận chuyển vậy đó, tôi nhớ nằm đâu trên trang chủ là để ra mò mò coi lại. Còn mấy game này tình showdown game khá là hardcore luôn, hơn 100.000 được đánh giá. Tụi fan cam bớt này thì tôi chơi nó trên mà PC Gamepad, cái game xây dựng cũng tương đối bình thường, nói chung là nhìn cái đồ họa nó chiêu chiêu vui vui thiệt, rất là nhí nhảnh luôn. Anh em nào mà không có tiền mua có thể lên PC Gamepad nó chơi được, game nó ăn thôi. Game này bắn súng nếu mang hơi hướng cổ, con này thì chịu đối kháng 2D á, mấy em anime đấm nhau à. Người bao xích xài lát ốp con Duty, con Duty đang giảm giá nguyên dòng 2042 à, vẫn còn đủ quét vậy đó hả. Thường thì mấy con game đỏ đỏ mà dev chịu cải thiện á thì sau một thời gian nó vẫn ngoi ngóp lên được, và đến mức này kéo dài như thế này thì tông luôn rồi. Con game này tôi nhớ là mấy anh bán hack, họ không thèm bán luôn, họ cho miễn phí luôn, tại vì hầu hết là không ai chơi nữa nên có bán cũng không ai mua bán hack. Tiny Wonderland con này tôi chơi hồi đó rất là nhiều rồi, nó có Denuvo á, nhưng mà tôi không biết là có thú chưa, hình như có rồi luôn á, nhớ đọc mang máng đâu là họ bỏ cái Denuvo rồi. Đây vậy là họ bỏ Denuvo đó, nên em có thuốc có thể chơi 330.000, trước mua vào khoảng 500k, hình như là mua bán dưới nữa. Thì tôi phái cái dòng Tiny Tina này hơn Borderlands, mặc dù nó chung bối cảnh nhưng mà phong cách đồ họa nó giống nhau thôi, mà Tiny Tina cách kể chuyện nó nhộn nhộn hơn, vẫn là thể loại FPS bắn súng với nâng cấp kia cũng các thứ thôi. Anh em nào thích mới chơi được nha, chứ anh em không hợp cái đồ họa này thì khó chơi đó mất. Đồ họa này đồ họa là các sẽ hướng hướng tả thực rất là mạnh, mấy cái vết cắt nào nè anh em nhìn nó vừa đậm lại vừa mà góc cạnh đó, cái nét viền nó rất là đậm luôn. Anh em nào nhìn không hợp mắt là cảm thấy rất là đau mắt, nhưng mà dạng như quá nhiều thông tin nó cập nhật vô cùng lúc đập vô mắt mình khó xử lý dữ liệu được. À, nó như một cái ảnh trơn bình thường á, anh em nhìn vô có thể thấy là đó, biết cái điểm nào nổi bật, cái điểm nào cần thiết để nhìn. Còn cái này nó gây hướng chú ý vô tất cả các mọi điểm nhìn luôn, nhìn cái điểm nào nó cũng nổi lên nha, từ trước từ sau với vết dao này gọi là phong cách đồ họa riêng của ông Borderlands luôn. Vào game này coi bộ nhiều bối cảnh hả, thì tôi cũng mới chơi cái bay game sơ sơ chút trước thôi, DLC dữ nè, mấy DLC này thì tôi chịu, nếu như game thành công thì cứ đầu tư cho DLC thôi. Biết chưa, game visual novel để tích view cho mắt Manhunter lớp vỏ phần 1 địa ngục, nghe cái tên đầy đủ luôn, đồ họa đẹp nhất. Anh em mà Nhật Bản bây giờ hay chuyển thể mấy game lên thành chuyển thể mấy tiểu thuyết lên thành game rất là thành công luôn. Ban đầu có lượng fan bay đụng hùng hậu rồi thêm cái acting bây giờ nữa, thậm chí nó còn mà chuyển rộng hơn là được tạo thành anime hay là phóng tác thành truyện tranh. Phim phiêu lưu sinh tồn sale
15 đánh giá mà cũng lên đây nữa hả ta? À, mới vừa ra mắt được 15 đánh giá, được 1000 follow, 1000 follow mà anh em canh thời điểm khéo khéo á, lúc mà anh em review con game á, canh thời điểm khéo khéo ra mắt là lúc đó lên được cái trang chủ như thế này là rất thành công luôn. Chứ bình thường là 3k 5k follow mà lên đây được cũng khó lắm. Thời điểm này mấy cái bơm tấn thì tránh hai con game là con Gaslight, cái con mà Gia chết như anh nè, với con mà game nành nè, nên mấy game kia tránh rất là nhiều luôn. Game nành thậm chí là không thèm giảm giá nữa, mới ra mắt đây mà đã được gần hơn 6.000 lượt đánh giá nè. Độ khó nó vẫn khó một cách kinh hoàng, tôi cũng chả dám chơi luôn, không có bạn bè đi ngủ đi chơi thì khó lắm. Game này thì chắc kết thúc Elite Offset thôi. Video ngày 21 tháng 7. À không, không có Elite Offset. Này là ra mắt thẳng luôn. Tại nó dạng như anh em chơi cái game băng hồi xưa đó. Nhìn cái bối cảnh nó rất giống cái thời đó, hoài niệm tuổi thơ. Game này chắc dạng quản lý rồi. Manager của ông đây nào, giả lập quản lý nấm bóc. Thay vì giả lập mà cũng đá gì. Bên manager thì chắc anh em nào cũng biết. FPS Cyberpunk, độ khó cao. Đây con game dạng giống như cái thời máy sàn ngày xưa luôn. Nâng cấp đồ họa cải tiến cái thứ lên. Đây con game đặc vụ nãy tôi nói đây. Chiến thực hay dân thực á? Dạng làm shipper anh em nào ban ngày chơi gấp là tối về dân game nữa đúng bài luôn. Chơi bản đồ thế giới thật luôn á. Spinout là ở đâu, tất cả đều là bối cảnh thực trong thế giới này, bản quyền cũng đó ba, quản lý vô chuyên sâu luôn. Những game quản lý này khá là ngộ nè, cái khuôn mặt nó nhìn giống tạo bằng AI lắm. Cũng được, game này thì chắc tôi không chơi rồi. Anh em đam mê có thể thử qua game này được á. Game follow sẵn tiện coi thử này luôn đi. Được giải bích gì, mấy cái giải này là tôi không biết họ lấy nguồn từ đâu nữa. Không biết nó có thật không nữa, bữa nào tôi tự tạo cái giải rồi tự chơi luôn rồi. FPS Google Live thôi, phong cách bắn đạn này rất rã, rất là chói lóa khó nhìn luôn. Anh em này chơi War Farm, Destiny hay Gunbound, ủa mà cái gì Gunfire Reborn đó, nhìn nó rất là gói. Không lấy tín đồ FPS chuyên nghiệp đâu không chơi được đâu. Vô và lan bạn anh em tiên đình bay màu luôn. Nhất là mấy game mà quá nhiều mảng sáng như thế này nữa. Tôi nhìn thôi bây giờ tôi cũng thấy chóng rồi đó. Hiện tại thì vẫn coi thử cái demo game nào mới không. Anh em này thì chắc ít truy cập vô cái mục này quá. Mấy mục bên đây cũng bình thường đó. Đây anh em vô catalog nè, có thấy cái mục demo này nè. Thì hầu hết chắc anh em là ít vô cái mục này lắm. Khi bỏ 9.000 à. Con này giống mà động tác together vậy. Rồi con game này là dạng như mà mình lấy theo rồi. Phong cách đồ họa mới vô nhìn cứ tưởng là cũng Obsidian, not in luôn.
Early Access Demo được có 32 follow mà. Bao lâu rồi ta? Tội nghiệp dev không? Làm 7 tháng 3 tới giờ cũng khoảng 6 tháng rồi. Để được con số follow khá là khiêm tốn luôn. Game này nhìn thấy cũng được chứ đâu có tệ lắm. Hiệu ứng rất là nhiều nè. USUI hơi gói một tí thôi. Nhưng mà nó hợp trực quan. Anh em nhìn tất cả mọi thứ nó đều lạch xuống miếng ở trên hết. Trên nó có cái lằn đen hết. Bởi vì không phải là lỗi mà do cố tình design vậy. Cái này thì nhìn anh em nhìn là liên tưởng đến con Gotato đấy chứ gì. Cầm một đống vũ khí qua vảnh nè. Nâng cấp được luôn. Game này nhìn cũng được, nó ổn rồi chứ. Có demo Early Access. Đó. Chủ yếu là lấy mấy thông tin mà để cải thiện nè. Dev này chắc thuộc dạng là nhỏ nhỏ như tôi nên mới cần mấy cái này. 6 tháng nữa hiện game sẽ hoàn thiện. Ngày ra mắt thì chưa có. Vậy là chắc năm sau mới ra bản chính thức á. Tới đó là tính. Thu nhập cái tài nguyên là nâng cấp nguyên liệu lên. Đầu tư rất là nhiều nha. Dễ cứu động vật nữa. Nó bắn phá thiên nhiên như thế này rồi, còn dễ cứu động vật nữa. Cũng được, cũng hộ một wishlist đi. Lại thể loại đó nữa rồi, nữa rồi. Tôi có chơi cái thể loại mà bên Netheo này nhiều đâu mà cứ quảng cáo vô mấy cái dòng game này không à. Nhìn ghét rồi phát chán luôn. Game này mang yếu tố nhập gia nhiều hơn không? Đây con game nãy thấy lạ đây. Con game có mấy anh Indo nữa hả? Thành công rồi đó. Indo là cũng rất là mạnh cái mảng game này đó nha. Em đừng có tưởng hàng xóm của mình bèo. Tôi thấy là Indo gần như là mạnh nhất cái mảng game ở khu vực Đông Nam Á mình luôn. Singapore khỏi nói, Singapore thì hầu hết các nơi ở khu mình hay đặt trụ sở bên đó. FPS góp rất là nhiều nha. Đồ họa đẹp á. Một con game mà rất là đậm chất Indo luôn. Grinder sao bị bệt màu dữ vậy nè ta. Tôi nghĩ cái này là họ không phải là Grinder rồi cái video đâu mà quay trực tiếp trong cái gameplay luôn á. Đó. Nên mà họ quay bằng cái phần mềm nên không có điều chỉnh cái bộ codec thích hợp nên nó bị bệt màu nhìn. Mấy anh là hàng xóm của mình bây giờ. Cái chuyện phết. Cái chuyện hả? Này là cũng có tiềm năng rất là lâu rồi. Đến giờ chưa được 10 đánh giá nữa. Khổ anh em quá vậy. Game này to như game tôi luôn. Đồ họa không có bóng à. Nhìn nó hơi bị sương sượng. Mày xếp vào. Đánh giá như thế này thì cũng không tốt cho lắm. Điều này thì chắc thành công hơn rồi. Đây. Pharma Indo Fox Mono. Game này cũ hơn rồi chứ. 2018 tới giờ 5 năm trước. Cùng cái thời điểm mà cái con game mà hơi bị thọt nãy ra mắt. Đó, cũng 2018 luôn. Tính ra là một con ngon, một con ngọt. Con này sắp ra mắt. Đồ họa thì họ đổi thiên hướng qua cái khác này. Không là đánh tượng như nãy nữa. Mấy con này mới xịt DLC vậy? Chắc đẻ DLC nhiều quá nên mới xịt á.
3.000 Volo. Ra mắt cũng 5 năm mà có Ali upset luôn. Được 2 giải luôn à. Game này toàn chữ với chữ thôi. Nghe cái tên là thấy cái mùi giáo sư rồi. Nêu không? Nhập gia dễ đốn. Cái show phát thì cũng demo nữa. Đây, coi mấy cái mới à. Kinh dị bạo lực. Bạo lực. Con này thì không có táp luôn. Họ gần như là không quan tâm đến chuyện marketing luôn có gì. Không chỉ gặp được luôn. Rồi bị đá về trang chủ luôn, chắc bị delete rồi. Hoặc là có lỗi gì đó nên mà không muốn tiện đây. Bên trên 18 cộng rồi tôi không nhấn đâu. Con này thấy chuyển giọng quá vậy. Dĩnh đồ quả rất là gói luôn. Nhắc anh lát à. Sinh tồn hành động phiêu lưu này. Coi thử mấy demo à. Test bát này, test bay này. Con này khỏi nói rồi. Ủa con này giống con mà Team Anh yêu vậy. Game đánh cờ à. Rồi chứ gì nữa. Đánh cờ quản lý. Không biết mình có cần đánh cờ không hay là quản lý mấy ghi thủ. Ông này tôi coi chim không vậy luôn à. Đó. Nishimura. Lúc trước là đánh cờ vua hay coi của ông lắm. Toàn mấy cái tên mà thiệt mà đợi không chứ đâu phải là phép đâu. Có bản quyền ông mà đưa vô game gì ông khóc. Nếu bạn bị kiện ngầm mặt là delete game đúng không? Còn lấy tên thiệt nữa chứ. Có Lê Quang Liêm không? Với mà cảnh sát giao thông. Trở thành kỳ thủ. Thần đồng trẻ tuổi hay gì mà. Mới có 9 tuổi mà hello ca rồi. 8 tuổi rồi. Nói về cờ vua thì mấy anh Nga vẫn rất là khủng khiếp luôn. Chi tiết mà con game này game dạng quản lý á. 200 follow là thành công rồi. Thì đầu tư con game như thế này thì rất là chuyên nghiệp luôn mà. Game này thì tôi không chơi đâu. Làm game 18 cộng luôn cho rồi đi. Ngày 7 tháng 2 tới bây giờ luôn. Diễn game này lâu dữ lắm rồi đó. Mới được có 50 follow à. Gần 1 năm trời rồi. Khổ gì vậy. Thậm chí họ còn mà lên tem nét phép nữa nè. Nhưng mà không được thành công như mong đợi. Tội nghiệp bếp. Đầu tư tâm huyết làm game biết lâu. Này giống đại sim. Cái gì đi ông cấp. Được có 5 follow vậy. Game này bao lâu rồi. Là mới có vài bữa. Mới có khoảng là 2 tuần rồi. Chưa được 2 tuần nữa.
có chữ Edgar nhân game nào đó. Video đâu? Mấy đứa mình đi mà phát hành con game đầu tiên xong biết bao nhiêu tâm huyết họ bỏ vô đó. Cuối cùng thường là không vượt qua cú sốc đầu đời là họ bỏ nghiệp luôn. Tự do. Bệnh nhân tâm thần trốn chạy à? Những cái chơi đó gì kỳ giống khóc. Đang gì 5 follow rồi phải rồi đó. À, con game này lúc trước có đọc thông tin lần à. Giống hệt như Vampire Survivor luôn cái gì nữa. Vẫn đang Ellie upset. Cho đến là tháng 2 2023. Đó, thanh niên này là chắc bỏ game luôn rồi. Bây giờ theo cái lịch theo cái lời hứa này thì đã trễ ít nhất là nó cũng nửa năm rồi đó. Bản update mà mới 0.11, nửa năm là mới có khoảng là 11% à. Chưa được 1/9 quãng đường nữa. Thì thấy vẫn còn update đều đều mà toàn. Thường mấy con game mà không đạt được kỳ vọng như mong đợi là đẹp bỏ luôn. Thanh niên này vẫn còn update là chứng tỏ còn cố gắng lắm. Cái background để nền nó nhạt nhạt tí thôi chứ sáng quá. Đầu tư thêm tí hiệu ứng cho đẹp đẹp. Game nghe đầu năm giờ giới thiệu demo á. 4 review là tiêu rồi. Nhiều này ra cũng 3 năm rồi. Ngộ ha. Kỳ lưu vào cuối năm 2023. Game ra mắt mà tính trước chuyện có 4 năm luôn nữa. Chắc mới update qua hay là cái roadmap cụ thể đến mức gì rồi. Nói chung game này là thành công rồi đó. Sắm mấy lượng rồi. Game này nghĩ thể loại là gắt gao quá luôn. Game ra mắt bữa nay giờ có bản demo luôn, giá rất rẻ luôn. Anh em là lười đọc chữ về game này đúng bài luôn. Chơi xong không bao giờ đọc chữ nữa, nó ghi comment vô mấy game 18 đọc nữa thôi nè. Xếp hình à, gọi cho em xếp hình rồi gì support file modern FPS. FPS là cái định dạng sức ảnh mà mình tự file 3D import vô rất là nhiều chỗ luôn. Này giống cái tool hơn là game á, giống cái app á. Cái này ập chứ đồ ấy game đó. Mấy game mười mấy follow gì là buồn cho đẹp lắm. Game này còn chưa có trailer nữa nè. Đồ họa nên bỏ mấy cái lốc này đi. Nhất là render lên đây thì đừng có đưa mấy cái lốc như thế này, người ta tưởng nó là ảnh thực trong game luôn. Game này là viền cái nào nó cũng vậy với anh á.
Em nhìn từ viền món nào nó cũng vậy nè. Nè. Cái viền vậy nó có một điểm bất lợi á. Khi anh em muốn đưa game mình lên mobile á, anh em sẽ zoom cái màn hình lên to thêm một khúc nữa, nhưng nó chỉ zoom được vô cái khúc này rồi. Lúc đấy mấy cái viền nó lại càng đậm hơn nhiều nữa. Rất là khó nhìn luôn nha. Tại cái dạng game này đưa lên mobile dễ nè. Trong khi mấy cái này thì cái nét rất là mảnh để tạo mấy cái chi tiết nhỏ nhỏ nè. Trong khi cái viền nó dày thì gấp lần 4 năm nó cái nét này lần. Cái viền dày nhìn rất là mất tập trung luôn. Select là anh em chọn cái màu đỏ trên cái màu nâu này. Thì trên một số cái màn hình cái độ tương phản nó thấp đó. Khó, rất là khó nhìn cái giữa hai cái màu đỏ với màu nâu này. Tốt nhất nên chọn là cái màu đối lập nó đi. Giống thế giới di động của mình là màu vàng trên màu đen á. Một trong hai cái màu nổi nhất luôn. Sao thanh niên này đủ màu da chứ gì? Da trắng nè, da xanh nè, da nâu nè, da vàng đâu. Cái này lại quá tươi. Thanh niên này phối màu không ổn rồi. Nói chung đồ họa này cũng nét độc đáo kìa. Chưa có video nhưng mà lại có demo. Tại sao không dừng cái video? Hỏi phản là nửa ngày ra làm được cái video đó. Cái trailer game tôi là mất nửa ngày. Tôi trực tiếp tôi vô con game, tôi bấm nút play xong rồi tôi record lại, sau đó đưa ra phần mềm cắt dán thôi. Trong này chuyển giọng hơn nè, trăm mấy bolo nè. Cái này thì hơi hướng màn hình với em. Nhìn cái góc quay nó chậm như thế này là biết FPS nó cực kỳ thấp luôn đó. Tối ưu không ổn là bay màu luôn. Đồ họa này thì tôi không thấy đẹp đâu. Nhìn mấy cái vân gỗ kìa trời. Cái sàn này quá nhiều chi tiết nữa chứ. Không ổn. Game này tôi thấy triển vọng nhất nãy giờ nè. Kỳ thủ nè. Giải đố và cốt truyện thêm yếu tố bí ẩn nữa. FPS quá thấp luôn. Giải đố cái gì ngộ nè. Trời ơi, nó giật cơ nè. Chính chưa hiểu yếu tố cụ thể lắm. Hết rồi, đừng nói hết nha. Trung Minh giờ sao tháng 5? Tức là... À đúng tháng 5 thì nè. Hôm nay mới đăng demo lên thôi. Mấy tháng được 6 mà review đó, vô quay cái gameplay này ngon chụp này na ná còn lũ kích chết cáp đó. Cũng có nhặt đồ, đặt đồ nè, có quăng đồ rồi chậm. Video trailer mà không có đề cập vào thực tế nữa sao? Nó có bóng thì nó đỡ chứ không có bóng là nhìn nó mất cân bằng lắm. Cái gì đây? Game này phần mềm âm nhạc. Ở với cái demo vô đây luôn nè. Demo này sao định dạng rồi, không biết sao được duyệt nữa. Đó làm gì có được cái chữ mở ngoặc cái demo đâu. Không ai chơi luôn vậy. Bấm mấy follow làm dựng được cái đồ họa này cũng cực khổ lắm chứ không phải dễ đâu. Trời ơi cứ khôi đồ
nè. Đây đây coi thử game nè. Tay binh nữa, tay bơ. Game này nhìn cũng tạm ổn đó. Thường anh em để ý hai cái thẻ nè, hầu hết là các game gác luôn. Bây giờ thì vẫn game này game đấu chữ thôi. Coi thử này. Trời ơi, viết cái chữ The Tower of the Field lên đây. Đố ai đọc được luôn á. Cái ảnh này là nó cái dạng ảnh này là khá to đó nha. Khi mà anh em vô nhiều chỗ nữa thì cái ảnh này nó còn nhỏ lại nữa. Lúc đó là cái chữ này đố thấy luôn á. Thường một con game anh em đưa lên Steam là phải render là mấy chục tấm ảnh á. Nó sẽ cắt về đủ định dạng hết. Ví dụ hướng con này nè. Này 2000 follow là rất thành công rồi. Ra mắt là có khi lên được trang chủ luôn rồi. Đó cái này là mấy cái ảnh thôi. Mấy này game shot cũ rồi, con game này update cũng dữ dằn quá, làm gì rất là thường xuyên 4-5 năm trời đó chứ không ít đâu. Cái này mấy cái icon thumbnail nè đó, như lên đây là ít chứ không phải 3 tấm ảnh mà cái icon mà hai cái này nè. Cái icon tròn đó sau 4 năm làm việc thì con game sắp được ra mắt. Còn mấy cái thẻ hot không? Trừ cái thẻ 2D này thôi. Rồi đổi icon nè. Nhìn giống mấy công dân khu mỏ hơn rồi đó. Đức cứ làm con game đơn giản như thế này thôi. Con gồng quá hoa hòe hay là cái gì? Cái trailer thì đánh thẳng vô trọng tâm là những gì con game mang lại luôn. Chứ như mấy cái con game mà nãy coi là từ cái ảnh cover cho tới những cái cover như thế này gọi là cinematic nè. Làm cho nó nổi bật game lên. Thì trailer đi thẳng vô cái mà những gì con game có thể, những cái điểm mạnh nhất của con game. Yếu tố hành động nè, khám phá nè, đa dạng vũ khí nè. Đó. Game như thế này mới là game nhé. Con này cũng hay nữa nè. Sự găng cưa gì đó. Game dạng như dựng phối cảnh luôn á. Gu thẩm mỹ cao cao với cái dạng gu thẩm mỹ như tôi thôi ngồi luôn. Game này rất hay à, cứ tầm đủ thứ luôn. Đỉnh. Này viết như một cái phần mềm thôi với game này nó. Alex đi sâu chắc là dạng lập trình viên mà solo như tôi nữa rồi. Đỉnh đúng đỉnh luôn, từ cái tư duy kiến trúc cho tới cách làm game luôn. Anh em dần kiến trúc giấc mơ game mà lắm. Khoan khoan cái giường gì kìa vậy?
gì là sao? Game ảo ma đó em. Được, cái view nó không hợp với anh đó. Cái cảnh cuối đúng là ăn tiền luôn. Vì sao em rất là đẹp đó. Đóng được cái bò gì như tôi luôn. Tôi thì viên ngoài. Còn game này viên trong. Rất là đơn giản gọn gàng. Cái logo ở đây. Dòng chữ. Đóng cái bò gì. Thậm chí background là chỉ cần cái màu chứ không cần thể hiện gì luôn đó. Đây, rất nhiều lời thắc mắc về tại sao demo không còn trên Steam nữa. Vì đây là có phiên bản demo á, họ đưa lên itch.io nè. Họ dựng cái cộng đồng Discord rất chuyên nghiệp luôn nhá. Thiệt, game này là của cá nhân hay là studio vậy? Cá nhân làm game này thì cũng đi theo trạng đỉnh của thiên tài luôn đó. Nhất là cái tư duy mà cái góc nhìn nghệ thuật quá đẹp luôn. Thanh niên này bỏ nghề làm game để làm kiến trúc sư dựng phối cảnh luôn. Có website đầy đủ luôn. À không, website thì không có. À có kìa. Sao mà anh không dẫn vô cái link ta? Đây. Nước Master nè. Đây họ dựng cái website rất là chỉnh chu chuyên nghiệp luôn nè. Chả bù cái website của tôi. Ảnh gán thêm mà khoảng 3 tấm nữa cho nó đều đẹp thôi. Chứ gì nhìn hơi là Trung Quốc đấy. Tạo bởi wix.com. Cái dựng sẵn. Thì là trang web này cũng phải tự làm. UE5 hả? UE5 mà làm được gì rất là kinh nữa đó nha. Mình phải tìm cách kiếm tiền để mua được mấy cái vật phẩm này mới là trang trí nhà cửa được. Chứ không phải đây có cái sẵn đâu. Mình coi thứ YouTube không vậy? 180 sub. Game này cũng hơn năm rồi. Đây game của tôi cũng có website đàng hoàng á, không phải cù bắp đâu. Khoan, bấm từ trên đây vô thôi coi có được cái website không. Rồi có 21 à. Nó đợi luôn biết bao lâu rồi đó. Cái số 21 mà dừng đâu cũng cả tháng rồi. Mấy tuần rồi. Đó, website nó sẽ dẫn đến là logic nè. Không có trên tim mình có muốn tiếp tục không? Bấm vô ra. Website chỉ có tiếng Việt thôi. Cái này viết bằng chữ ha. Thì dự án đầy đủ rồi mới dựng lại cái mà một ngách bên đây do game mình đó. Đó, mình tôi cũng làm lại với website rồi cho nó chỉnh chu một tí. Có gì anh em vô đây báo lỗi giúp. Thay luôn cái logo rồi. Rồi với sai vẫn là hàng tự làm cho nhà lá vườn thôi. Nói chung là làm game solo, solo mọi thứ luôn. Được, game này rất là wishlist chưa ta? Rồi, ok. BBB hả? Vô được sự kiện mà tem phát luôn à. Game này cũng được mà sao ít follow gì ta. Nóc bắt game này thấy cũng quen quen. Không, chỉ là game đầu tay thôi, có luôn cái demo. Demo 3-4 ngày à. Đây, ra được cái demo mới tăng được khoảng 10 follow trong vòng mấy ngày. Trong vòng mười mấy ngày. Game này cũng một năm vì cật lực. Chắc là thể loại bắt ma rồi nói gì hay là kiểu ma sói đó lên tìm nó
Team Fast nè, họ cũng mới dựng lại cái demo nè. Game này thì cũng được đó. Chắc bên đóng vai ma, bên đóng vai người rồi bêm nhau thôi. Làm game này không có dễ đâu. Cái điều đạt được hơi ít kỳ vọng, cũng ủng hộ một wishlist đi dù tôi không chơi. Thử qua ba cái màn chơi đầu tiên miễn phí. Game trên Steam rất rất là nhiều, những gì anh em thấy mà thông thường không có bấm vô mấy cái mục ngách tẻ tẻ là nó chỉ chiếm phải vài phần trăm game thôi. Game này tương tác vật lý theo cái kiểu mà thiếu cái thẻ vật lý mà. Năm mươi bàn chơi thì hoàn thiện. Đó. Cũng giờ này game khác nè. Rồi, Mansion. Đây nè. Mansion cũng hết cấp nữa nè. Mà con này tôi thấy triển vọng hơn. Nhiều câu đố nó hay. 500 mấy follow. Dự kiến vào tháng 9. Lúc đó thì có demo game rồi. Game này đúng là thiên về yếu tố logic. Một vài câu thì giống hệt trong logic chơi bạc thôi luôn. Lượng follow tăng rất mạnh ngay cái đợt phép 9 tháng 6 tem nét phép đó. Tăng từ 200 cho tới 500 luôn. Rất là thành công rồi. Game này mà có marketing nó nổi nổi nữa là đảm bảo thành công luôn. Thì cũng đầu năm cho tới tháng 4 thì cũng không có mấy. Sau đó mới tăng lên được một cái đợt này. Được tăng thứ hai là ngay cái tem nét phép. Đầu ngày là chắc ra demo nè. Rồi xong rồi tem nét phép mới đẩy cái demo lên. Thì đây cũng là một studio nhỏ thôi. Tôi nhớ lúc trước lên cái coi mà cái kênh YouTube đó, chỉ có lời ngoài à. Đây nè. 5 sub như một video 200 view. Thực sự anh em làm con game hay cỡ nào đi nữa mà không có ai chơi nó coi như muốn chết hiểu à. Tháng 6 game này nói chung là cũng đánh vô marketing tương đối ổn, marketing dạng cá nhân nha, chứ không phải là thuê streamer hay là đẩy bài báo chí gì PR đâu. Nói chung họ làm tốt những gì cơ bản thôi. Hy vọng một ngày đó game tôi cũng được ít nhất là cái này. Item bây giờ có thể ném bằng cách sử dụng chuột phải. Ồ. Game tôi cũng ném được. Lúc trước con game này nhặt đồ lên muốn đặt xuống là phải nhìn vô cái xuống cái chỗ mà mặt phẳng rồi đó. Xong rồi nhấp chuột trái để đặt đồ. Còn bây giờ hộp đắt cái này thì có thể là nhấp chuột phải. Lưu ý là cái bản ghi chú này có thể tiết lộ khá nhiều thứ như bạn không chơi bản demo. Hiệu ứng ngồi sẽ có animation một không? Hay tương tác với cái bức trẻ anh trái tim khi ở gần hơn. Tất cả cái quyển sách có màu như thế này bây giờ đều có thể nhặt được. Được đánh dấu bên trong cái mũ à. Hộp giải đố.
Ok. Thì lẩm nhẩm nãy giờ chơi thôi chứ cũng đau đầu nên không có chơi game đó. Nọt lần. Rồi. Hôm nay dừng ở đây thôi. Bye bye anh em. Nào rảnh có thời gian lên lướt lướt stream coi tiếp. Cái gì thú vị không? Còn mấy game cũ không?